thí sinh kế tiếp, Trần Ngọc Minh Chiến. Làm cho tất cả danh hài. Làm cho tất cả danh hài. Để lòng ngã nghiêng không ngừng cười. Lên nhạc. Lên nhạc luôn hả? Ê, chơi luôn hả? Chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn. À rồi, chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn hả? 60 giây bắt đầu. Sau đây là tiết mục của Trần Minh Chiến, xin được phép bắt đầu. Này. Muốn này mai chưa tới nữa. Trời ơi, đi thi mà dắt con cái lên đây đông đông đùm đùm đầy đầy ở đây là cái trời. Cái này là ý tưởng của em đó, em cố tình em mướn tụi nó đó. Mướn là mướn một người thôi, mướn chi cho quá trời người lên đây, gói sân khấu ta hết. Không cùng đẳng cấp là không bao giờ mà nói chuyện với nhau được hết á. Em nói cho anh nghe. Giọng này giọng đầu đúng không? Đúng. Là ý tưởng em. Phải không? Kịch bản của em, phải không? Đạo cụ của em, phải không? Phục trang của em, tất cả các cái đều là em, phải không? Đúng rồi. Thì nếu như mà vô á, là nhờ em, ha. Còn nếu như mà không vô, tại tụi nó, anh thấy không? Thấy không? Anh đỡ thừa tụi nó, thấy không? Nói thông minh lên, nói thông minh lên. Thông minh, chào khán giả đây em, chào khán giả đây em. Chúc mừng bạn, 2 triệu. Tụi nhỏ có tội tình gì? Trời ơi, thấy cưng quá. Con à, chào mấy chú con. Rồi, đi vô chú nè. Rồi, đi vô. Ủa, vậy là mấy đứa nhỏ hết rồi đó hả? Rồi, đi vô. Nó ra, nó lâu nhỏ ra, nó đủ thừa vậy thôi. Giới thiệu luôn đi. Dạ, em tên là Trần Ngọc Minh Chiến. Sinh năm 1986. Nghề nghiệp của em là làm tài xế. Đây, để bật mí cho quý vị khán giả ở đây và quý vị xem đài biết luôn. Sáng nay Trấn Thành tới đây là nhờ bạn này, và ngày nào cũng vậy. Đây là tài xế của Trấn Thành. Em cho biết là cái động cơ nào mà dám phóng lên đây thiệt á? Dạ. Anh biết rồi. Em không có động cơ để chia sẻ lên Facebook anh. Anh biết động cơ bị sao? Lương thấp quá. Phải đi kiếm thêm bên ngoài. Chính vì điều đó tôi phải cười liền. Bây giờ em vô vào 100 đi, nghỉ làm tài xế. Vậy chứ bọn, bây giờ tôi đang lo đây. Thí dụ lỡ lát nữa tôi cười, khán giả nói tôi thiên vị. Nha. Rồi nếu mà tôi không cười, nó sao tôi ăn? Về không? Tối nay nó lái 100 cây, đường nào nó cũng lái 100 cây số giờ. Thấy không? Mà kia nó quẹo phải, nó quẹo trái. Nồi cái tiền cũng ăn bắt 4 lần là hơn cái vòng 2 rồi. Thì bởi. Rồi bây giờ mà nó được 100 triệu cũng lo nữa. Đúng rồi, em bây giờ ngôi sao, anh kiếm người khác đi. Bây giờ này nó ghê quá. Áp lực quá. Giờ lén lút nó phóng lên đây luôn rồi, khủng khiếp thiệt. Bây giờ đó nghe nè, có cái gì hấp dẫn ở vòng 2 không? Dạ có. Nha. Nhưng em cần một thời gian để em xuống em xả cái vai này ra. Rồi, em xuống em xả đi. Dạ thôi. Dạ. Chứ nhìn anh cũng ớn quá. Trời ơi trời. Bây giờ tôi thông báo với quý vị trước khi nó diễn nữa. Cái thằng này thằng bạn thân học từ lớp cấp 3 của tôi, bây giờ nó cũng bắt cóc lên đây luôn. Nó làm cái thần thánh gì mà nó quyến rũ được hết những người xung quanh tôi vậy? Đây là chương trình Thách Thức Gia Đình mà. Nó kéo nguyên dòng họ gia đình. Kéo lên hết, coi con cháu diễn được hay không nữa, chứ không phải là thách thức khán giả. Mai thì tôi kêu ba má tôi đi thi luôn. Cái này là... Giới thiệu đi, bạn giới thiệu cho bạn, mọi người biết bạn là ai đi. Mình tên là Huy, mà mọi người thường gọi là Away. Thì Chiến cũng thi này thì mình thấy cũng có khả năng hỗ trợ thì mình hỗ trợ hết mình thôi. Còn cười hay không là giám khảo rủ lòng. Ủa? Bình thường chơi với nhau mà hạch sách tôi lắm mà mới lên rủ lòng gì? Không, mình mới sống nhiều mặt, mình mới tồn tại được lâu. Đúng rồi, câu đó đúng rồi. À đây là giới thiệu quý vị, chủ tiệm gạo. Rồi nhà con cái không lo. Lo ráp với tài xế lên đây phá hại hả? Nhắm có cái gì vui không? Hên xui. Nỗ lực thì hết mình, còn cười hay không đã nói là giám khảo rủ lòng. Chưa bao giờ tôi thấy bạn tôi nó hèn hạ như vậy. Chưa kịp làm gì là nó bắt đầu nó dễ sợ thiệt. Giờ thích quá cái cảm giác. Rồi vô luôn. Và 60 giây bắt đầu. Bác sĩ cứu em với. Cứu làm sao em? Tại vì em không biết em bị cái gì mà em bị cái bệnh nhạy cảm lắm. Em ăn vô em bị cái xì hơi liên tục. Mặc dù nó không có hôi nhưng mà em thiếu tự tin lắm. Tại vì đối với Trường Giang á, nhiều khi nói
Tràn gian thì không bao giờ cười, nhưng mà tôi cười là cái chỗ bác sĩ cứ với nhiều khi chị hơi nó không hơi mà không tự tin lắm đó, là nó vừa hai cái động tác và âm thanh nó phối hợp. Không, thật sự ra mà nói cái vừa rồi là cái tinh tế đấy, tôi cho nó là cái tinh tế, có nghĩa là nó là những cái khoảnh khắc của nhân vật, thấy không? Chơi tiếp cái dòng này không? Tiếp luôn. Chơi tiếp. Xả luôn á, xả luôn á. 60 giây bắt đầu. Bác sĩ cứu em với. Sao? Em không biết ăn uống sao mà em cứ xì hơi liên tục, mặc dù nó không có hôi nhưng mà em tao thiếu tự tin lắm. Cầm lấy, đi về nhà uống, đúng một tuần lễ sau quay lại đây. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, ông cho tôi uống cái thuốc gì vậy? Không những tôi không hết xì hơi mà tôi còn bị xì hơi nặng mùi nữa kìa. Nặng mùi? Đúng. Chúc mừng anh đã hết bệnh rồi đó. Ông tào lao gì vậy bác sĩ? Tôi đã trị hết cái chứng nghẹt mũi của anh rồi đó. Anh có nhớ cái ngày đầu tiên anh tới đây không? Anh làm cách giết vẻ thôi, không? Từng người ở đây đi về hết, không? Chứng thành Trường Giang cười không nổi luôn, không? Không? Rồi bây giờ là tôi đã trị hết cái nghẹt mũi của anh rồi. Bây giờ anh đi đâu? Đi ra đây không? Chúc mừng hai anh 20 triệu. Trời đất ơi, cái miếng bất chấp thân thể nó cào thằng bạn tôi. Trời ơi, cái ý đó là ý thông minh, nhưng mà cái dở của em là em nói không có nhấn. Đúng rồi, người ta không hiểu á. Chậm chậm thôi, nhẹ nhàng, thấy không? Tôi trị hết bệnh cho anh rồi. Hết đâu, bây giờ nó còn hôi hơn nữa. Hôi cái gì, tôi trị hết bệnh cho anh rồi. Nó hôi hồi xưa tôi tới đây, bữa tôi tới đây nó không có hôi. Tôi không có trị cái bệnh hả, xì hơi tôi trị cái bệnh nghẹt mũi. Hèn chi giờ biết nó hôi. Nó là gì? Nó phải có cái câu chuyện, thấy không? Rồi, còn cái gì nữa không? Vô chuẩn bị tiếp. Dạ, tụi em xả tiếp. Thi nữa hả? Thi tiếp. Chơi lớn vậy, chơi lớn vậy. Nè, nãy giờ nghe cái đầu tiên là Giang cười là cái đó dễ thương. Cái này cũng dễ thương nhưng mà màu sắc nó hơi lợt lợt. Giờ nó té, mắt cười. Bây giờ cái sau là phải trí tuệ nha. Bây giờ 20 triệu cũng là một số tiền lớn chứ không phải đơn giản suy nghĩ cho mình. Đúng, 20 triệu không phải dễ kiếm đâu. Một tháng lái Trấn Thành làm được 20 triệu. Và ý kiến cuối cùng của anh là... Dạ. Dạ, Trường Giang có cho gì động lực không, làm động lực không cho mấy em nó làm sao coi. Bây giờ phải xác định cái sau, phải cái sau có cười dữ thì mình chơi tiếp. Tụi em xin dừng nhưng mà sẽ diễn cái đó luôn cho dừng mà xuống mãi luôn. Thà vậy. Rồi xin mời hai anh diễn tặng khán giả và hai vị giám khảo. 60 giây bắt đầu. Chào chào mọi người. Hay lắm, ông hay lắm, trọng tài ông hay lắm á. Con này, này hả? Này thôi, trọng tài thì bệnh nên sao gì cũng phạt vậy. Chia sẻ hả mày? Chia sẻ mày. Sao không nhìn tao? Mày không nhìn tao. Mày sao? Mày sao? Cái gì? Ôi, kia là cái gì? Hả? Cái gì? Cái gì? Sao không? Bà mày luôn, không cười phạt luôn. Không cười hả? Phạt anh luôn. Bị quên biến từ nữa rồi, bị quên hai ba cái luôn á. Quên hết trơn luôn, má tập ba đời ba bốn đêm đời quên. Nói chung là vậy nè, ý tưởng thì rất là thông minh, duyên dáng, cái thể hiện thì sai hết trơn, lên rung làm quên hết luôn, không đúng một cái gì luôn. Nó bị nhập rõ nhằn á. Nó bị nhập nhằn, nó không có rõ ràng rành mạch từng cái. Không, nhưng mà lúc tập mấy ngày đó mà trước cái này mà anh mà thi là Trấn Thành cười chắc. Kêu dặn rồi, kêu chậm lại, phạt từng người một chậm đúng chậm rồi. Lại. Sao có phạt? Nè, không phải, em nói gì nghe nè, em có ở đây. Cái gì? Nhưng mà em phạt. Không cần, một cái nữa. Bất chấp. Phải sao mày nhìn tao? Không cười hả? Tập gì? Không cười á? Không cười á? Mày bán xe luôn. Ví dụ vậy. Bị cái thời gian nó chi phối quá, tụi em nó đùa với nó. Cái nhân vật ông tài xế này của tôi là ông hài hước lắm.
Ông chở tôi mà ông xu tập chuyện cười, ông post Facebook hoài. Sáng nào tôi ngồi tôi đọc hết trơn rồi. Chuyện có cái vui, có cái rớt hoài. Bởi vì giữa cái chuyện mà nghĩ ra cái vui và cái thực hiện được để người ta vui là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Rồi thôi, quẹo phải. Xin mời hai danh hài trao giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Ngày mai nghỉ lấy xe. Để cầm đi con. Rồi phóng liền, phóng liền, phóng liền, nhanh lên, nhanh lên. Cảm ơn anh Chiến.